như thế này. Ây, ui, con chim nào bay qua mà toang rồi, thua rồi, đỏ xanh ra trời, đỏ đấy, đỏ thua đi. Chả có gì đen bằng bốc phải chúng màu đỏ. Gặp trời mưa mà đội như thế này là đi mỗi lần mình là đi bước nha. Đây là một cục bíp What? Mà mình vừa mới mua ở cổng trường các bạn ơi. Dạo này ở trên mạng thấy mọi người chơi cái trò bíp bíp này nhiều quá cho nên mình đã mua. Nó mềm như kiểu slam ấy và nó có một chút gì đó dính dính này các bạn này. Đấy, như thế này nó gần như là không rơi ấy. Phía bên trong này có một cái như kiểu là cái súng chun. Bây giờ mình sẽ phải gắn cái tay cục bíp này vào đây. Đó, sau đó ở chỗ này người ta còn làm nó vẫn còn đầy cái vía chưa cắt đi này. Gắn cái tay nữa vào đây. Sau đó là kiếm cái chỗ nào. Đây mình cứ. Wow! Dính luôn ở trên bức tường này các bạn này. Dính lắm luôn đấy nhá. 5.000 đồng thôi nhưng mà chơi vui cực. Để mình làm lại. Mình cứ nghĩ là nó sẽ bị mắc vào đây cơ nhưng mà không có phải nhá. Gài lại này. Lần này á phải bắn nó cao cao lên một chút các bạn xem. Có thể kéo đến cái mức cơ này cơ mà. Wow, này, lại còn khi mà kéo lên á cái cục bíp này trông nó ngộ nghĩnh cực kỳ luôn đấy. Lần này mình sẽ phải kéo hết cỡ luôn đến cái mức như thế này. Ôi, ôi con chim nào bay qua mà đánh rơi cục bíp vào mặt mình ấy nhỉ. Trời, xin lỗi. Cái này không phải là sản phẩm của con chim trên kia đâu. Cái này là do anh vô tình thôi. Anh không có cố ý một chút anh nào nhé. Bắt đền anh nhé. Nhưng mà nó sạch mà. Đây là cao su mềm, em thấy không? Này, chơi cái trò này vui lắm luôn. Đây, em có chơi không? Anh cho em mượn chơi thử. Thôi, em không chơi. Em có cái cục này hay hơn anh ạ. Sao thế? Đây, nhưng mà cái này cũng vui mà. Không, cái này chơi hay hơn anh ạ. Em mua đây là cái gì vậy? Cái này là cục để rèn luyện lại trí nhớ đấy anh ạ. Rèn luyện lại trí nhớ. Nhưng mà cái này anh lại không biết được chơi. Cái này mà không biết được chơi á, em thấy người ta mua đầy xanh đỏ tím vàng này. Sao không mua cái có màu hồng hả Duy? Giời ơi, rất ngày màu hồng. Em cũng thích cái đấy, em chỉ thích xanh đỏ tím vàng thôi. Đây, cái này chơi như này này. Như nào? Có thấy cái gì khác đâu. Cái này hỏng à? Rút pin ra mới chơi được anh ạ. À đây đây đây. Giời, gà thế. Mà em có biết chơi hay không đấy, làm như đúng rồi vậy. Rèn luyện trí nhớ mà lại không biết chơi. Em xem người ta chơi nhiều rồi, chẳng qua là chưa có tiền mua thôi. Nhưng mà hôm nay có người mua cho thì chơi luôn. Đâu em chơi cho anh xem với. Test thử luôn nhá. Đỏ hai lần đỏ vàng. Sao chơi không chơi mà cứ dăm dúi vào cái chỗ này làm gì. Đây, em muốn cho chị đây. À, nó có ánh sáng. Chỉ cần ấn theo thôi anh ạ. Tức là sáng màu nào mình sẽ bấm màu đấy đúng không? Đúng, chính xác. Toang rồi, thua rồi. Thua là thua thế nào, chiến thắng luôn, anh xem trí nhớ của em này. Yeah. Cái quả bíp này không chơi nữa, cho anh mượn anh chơi với. Trời ơi, em chưa chơi mà anh đã chơi rồi á. Đấy, đồ em chơi trước đi. Đây nhá, em chơi trước đây. Vàng. Ôi giời ơi. Sáng quá em không nhìn thấy. Đi vào chỗ này, tối mình nhìn rõ này. Đây, vàng trong nhà cho tối. Đỏ xanh. Đấy là do lỗi kỹ thuật thôi anh ạ. À. Lỗi kỹ thuật lại một lần nữa đi. Đây. Đỏ xanh ra trời. Đỏ đấy, đỏ thua đi. Đấy chưa? Vẫn còn. Trời ơi. Thế mà cũng bảo. Được đấy. Để anh là người có trí nhớ rất là tốt. Tôi mày đừng có quét. Anh sẽ phá đảo cái trò chơi này. Ồ, bây giờ mình mới nhớ ra các bạn nhá. Trò chơi này nó giống như là trò chơi cũng xanh đỏ tím vàng ở trong cái game Huggy Wuggy ấy. Poppy Playtime các bạn ạ. Nếu mà là Poppy Playtime thì anh quá là nhiều kinh nghiệm luôn bởi vì anh chơi con game đấy không biết bao nhiêu lần. Đi vào chỗ này chỗ tối em ơi. Đây, cả nhà hãy xem trình độ của anh đây. Bắt đầu đi. Đỏ xanh. Xin đê. Mơ đi. Sắp thua rồi đây. Vàng mà. Đỏ xanh. Tưởng anh như nào, hóa ra cũng bằng em thôi. Bằng là bằng như nào, còn không cả bằng luôn. Ai lần đầu tiên chơi mà chả như vậy nhờ các bạn. Cũng là rèn luyện trí nhớ, nhưng mà là trò khác. Em cũng mang theo trò khác. Đấy. Ui giời ơi. Các bạn ơi, mình để ý nhé, lần nào Hưng Vim mang đồ ra, một là giấu trong người, hai giấu túi quần, và ba là giấu nhiều cái chỗ không thể nào tưởng tượng được ra các bạn ạ. Anh nhìn cái hộp này, anh biết cái trò chơi này là trò chơi gì không? Anh không biết. Ui, sao mấy cái con này giống trong cờ vua cờ tướng ấy nhỉ? What the hell? Ừ nhở, giống trong bộ môn cờ vua thế. Nhưng mà anh chơi cờ kém lắm, cái này chắc Hưng Vim chơi một mình thôi. Cờ vua cờ tướng là như nào? Hàng authentic của người ta đây. Ôi, authentic luôn. Không phải là mua ở Trung Quốc như những lần anh mua đâu, anh xem này. Đâu? Italia. Ồ, đây là cờ của nước gì ấy, anh không biết luôn. Cũng không biết luôn. Đây em biết, đây là Bồ Đào Nha sao ấy. Nhật này. Anh này, mấy cái này nói chung là không biết. Nhưng mà không có cờ của Trung Quốc anh ạ. Là hàng xịn, hàng ngoại chính cống rồi. Nhưng mà tóm lại cái đây là cái trò gì? Cờ vua là không được đâu. Đây. Ui giời ơi, trò gì mà lại có một cái khúc một gỗ, miếng gỗ như là cái tổ ong ấy này á. Tổ ong là như nào?
một bộ của người ta đấy. Ở đây còn có cả một túi xanh đỏ tím vàng cái này. Nhưng mà cách chơi như thế nào? Cách chơi á? Dễ hướng dẫn ở đây. Biết đọc chữ nước ngoài không? Thời buổi bây giờ không cần phải biết, mình có thể sử dụng Google để người ta dịch cho cơ mà. Nhưng mà thôi, ở chỗ này sóng kém lắm, em giới thiệu cách chơi cho mọi người đi. Ôi giời ơi, cái gì đây? What the hell? Make in China à? Thế mà bảo đồ không phải của Trung Quốc. Anh đùa à? Thì có thấy cờ Trung Quốc ở đấy đâu, người ta chả bảo thế. Thôi thôi thôi, em giới thiệu cách chơi nhanh cho mọi người xem đi. Đây, để em đổ ra cho anh xem được chưa? Nhiều thế. Đây là màu đen nhá, cho vào đây, màu xanh cho vào đây, màu đỏ, màu xanh cho trời này. Nhưng mà em ơi, màu trắng này. Sau khi cho vào đây thì có nhìn thấy màu nữa đâu. Chính vì như thế thì mới là rèn luyện trí nhớ chứ anh. Đây là những con em đặt lên để làm mẫu thôi nhá. Còn đây là viên xúc xắc có màu vàng, màu đen, màu đỏ, màu trắng, màu xanh da trời. Bây giờ tụi mình có 3 người chơi. Nếu mà xoay như này, ví dụ vào màu trắng, nhấc lấy một cái, chúng màu trắng sẽ giành chiến thắng. Còn nếu như là chúng màu xanh như em này là thua. Nói như vậy, chắc hẳn anh với Duy đã hiểu luật chơi rồi chứ? Anh hiểu luật chơi rồi. Nhưng mà khó như thế mà sao biết được các màu ở chỗ nào? Thế thì mới gọi là rèn luyện trí nhớ chứ. Không thì ai gọi là rèn luyện trí nhớ. Vậy thì để cho công bằng, bây giờ em bỏ hết các màu ra đi, xong là 3 người cùng nhìn vào đó để cố gắng nhớ vị trí của chúng nó, có được không? Ok luôn. Nào, Duy, sao đây, nhanh. Đâu, đỏ, vàng này, cái này khó nhìn quá nhỉ, trắng này, đen, vàng, xanh blue. Ôi trời, nhiều màu thế. Thôi chắc là mình phải xếp cho nhanh. Nhưng mà xếp này đúng là không nhớ vị trí của các màu luôn các bạn ạ. Trò này phải phụ thuộc vào may mắn thôi. Đúng là trò này khó hơn là cái trò bấm vừa rồi của Duy mua đấy các bạn. Bây giờ ai sẽ là người chơi trước đây? Như anh với Hưng vẫn hay chơi với nhau, đó chính là One Two Three, công bằng nhất. Đúng rồi đấy. Nào, One Two Three ra cái gì, ra cái này. One Two Three ra cái gì, ra cái này. Ôi thế này là mình giành chiến thắng rồi. Nào, còn hai người nữa. Nào, One Two Three ra cái gì, ra cái này. Từ ra cái gì, ra cái này. Ôi trời ơi, đen quá. Ủa, như vậy thì mình cũng là đứng thứ nhì thôi. Ai thắng là người đi trước có phải không? Ai có cái luật đấy, thắng là người đi cuối nhất. Thế thì bây giờ Duy sẽ là người phải đi trước các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ là người chơi trước đây. Mình sẽ tung lên nhá. Màu xanh lá cây. Xanh lá cây hơi khó luôn. Ôi giời ơi, đúng màu xanh rồi đấy, nhưng mà xanh đúng các bạn ơi. Tiếp theo là mình. Màu gì đây? Màu vàng. Trong những cái con này có cái nào là màu vàng không? Ui. Đây anh ơi. Không, anh không nghe Hưng với Bim xui đâu. Nghe em còn ăn. Đây. Màu. Ôi giời ơi, màu đen. Vẫn thua các bạn ơi. Đến lượt mình các bạn xem đây. Màu gì đây? Màu trắng à. Màu trắng. Đen đi. Anh xem trí nhớ của em đây. Đen gì mà đen chứ, trắng. Trời ơi, may mắn tuyệt vời mình rồi các bạn ơi. Chắc là anh Hưng Bim Bim ăn gian đấy anh ạ. Chắc là Hưng Bim ăn gian, bởi vì lúc nãy cậu ấy là người xếp những cái khối màu sắc vào trong khay nhiều nhất. Làm gì có chuyện đấy, ba anh em cùng nhau xếp mà, đúng không? Đúng đâu, anh cầm máy quay cơ mà. Em mới xếp được 2 con thôi, còn lại của anh Hưng mà. Thôi, chơi tiếp đi, xem ai là người giành chiến thắng. Đây, bây giờ mình sẽ đung lên nha. Ui, lại xanh lá cây. Các bạn gì này hay gặp màu xanh lá cây thế? Ui giời ơi, xin đã trúng các bạn, nhưng mà của mấy năm sau. Xin đã trúng nhưng mà của mấy năm sau. Nãy giờ mới được một vòng chơi, Hưng là người thắng cuộc. Màu đen. Lúc nãy bốc được màu đen có phải hay không? Màu đen. Màu. May mắn đã thuộc về mình rồi. Vậy là anh thắng 1, Duy thua 2. Em thắng 1, lần này em sẽ thắng tiếp. Đâu, quay đâu. Quay đi. Lại đen rồi. Đen. Úi giời ơi. Cuộc đời chẳng có gì đen bằng bốc phải trúng màu đỏ. Anh chỉ bốc được một con thôi, còn lại là tịt hết nhá. Nhìn em đây. Bây giờ em sẽ tung lên nhá. Màu xanh da trời. Hình như Duy rất là hay bốc phải màu xanh da trời. Màu vàng đúng không? Tiếp theo, lần này mà mình bốc trúng nữa thì mình sẽ là người dẫn đầu 2. Đâu, đây, xúc xắc đây rồi. Anh xem đây, may mắn đâu. Màu trắng. Bốc luôn đi. Màu trắng. Ôi giời ơi, màu xanh lá cây các bạn ạ. Quá kém, đầu óc anh chỉ được như thế thôi. Cái gì mà liên quan đầu óc chứ, cái này là may mắn mà. Nào, may mắn. Ôi giời, xanh lá cây này, màu xanh. Úi giời ơi, cho đến bây giờ vẫn đang là mình và Hưng Bim 1-1, còn Duy 0. Đây, nhìn em lắc đây. Trắng. Trắng à, nhìn đây. Chờ. Xanh lá cây luôn. Sọc đen đấy nhỉ.
4. Màu xanh lá cây lại vào màu đen các bạn ạ. Màu xanh lá cây. Các anh chơi trò gì mà vui thế? Đây là trò để rèn luyện trí nhớ này, không chơi không? Thế à? Cho em vào chơi thử xem nào. Đây, ngồi xuống. Chơi luôn. Em biết chơi trò này chưa? Em biết rồi, vẫn em nhìn thấy anh chơi là em biết chơi rồi. Thế chơi đi xem nào có may mắn không nào. Ôi giời ơi, màu đỏ. Đỏ này. Đỏ đâu? Ôi giời ơi. Thôi rồi, chơi lại. Lần đầu em chưa nhớ. Cái này làm sao mà nhớ được cơ chứ. Màu vàng tiếp này. Ôi giời ơi. Thế hôm nay ra cửa bước chân trái rồi. Đẹp thế. Hơi nọt. Thế bọn anh chơi nãy giờ mới được có hai người chiến thắng mà thôi. Thôi không chơi trò này nữa, em có trò này vui hơn nhiều. Lại có trò chơi mới các bạn ơi. Trò gì vậy? Mang ra đi cho bọn anh chơi cùng với. Đây, các anh biết trò này không? Trò gì thế này? Sao lại có cả cái con người uốn éo nhìn như kiểu con ma mút thế nhỉ? Ma mút nữa. Đây là bóng người nhưng mà kiểu người ta che đi, không muốn để lộ mặt ra mà thôi. Trò gì mà lại xanh đỏ tím vàng thế này vậy em? Để em bóc ra cho các anh xem nhá. Ui giời, theo sách nghỉ chơi luôn. Đây là gì mà cái này? Anh không biết cái này cái gì đấy. Cái này miếng bạc à anh? Miếng bạc ở đây. Ui. Em cầm xem. Ui sao nó to đấy anh. Ui giời ơi, có cầm miếng bạc thôi mà. À, chắc em mua áo mưa đúng không? Trời mưa mà đội như thế này là có màu xanh đỏ tím vàng như kiểu đèn giao thông ấy, người ta sẽ biết mà tránh đường ấy. Trời mưa tiện đôi đường. Hay là anh em mình múa lân đi. Múa lân. Đi múa lân đi là đi. Thôi mấy ông tào lao vừa thôi. Đây là cái trò chơi của người ta đấy, không phải áo mưa hay là cái dụng cụ múa lân đâu. Nhưng mà chơi như nào em phải bảo cho bọn anh với chứ. Anh trải cái tấm áo mưa này xuống đất đi đã. Có gió lắm hay là phải lấy băng dính nhở? Nhưng mà tiếp theo thế nào em bảo tiếp đi. Đây, người ta có cái vòng xoay này. Ừ. Anh thấy bàn tay bàn chân ở đây không? Có chứ, anh nhìn thấy tay chân mà. Đây, quay cái kim này vào ô là màu nào. Ừ. Thì mình đặt chân và tay vào cái màu đấy. Tôi nói thì khó hiểu lắm, phải vào chơi thì mới biết được. Để ai chơi trước đây? Hay là Duy chơi trước đi? Hả? Em đã biết gì đâu? Thì vừa chơi người ta hướng dẫn cho. À đây, anh quên có cái cục bíp này không dùng đến. Nhưng hôm nay bạn này mang đồ chơi ra đây, anh cho này. Ồ, cái này là cái gì đây? Này là được gọi là cục bíp em ơi. Mà người chơi cực kỳ vui đấy. Em cái này làm sao mà đi được? Thôi, ai cũng sợ, để em chơi trước. Đây, sẵn sàng chưa? Để em quay nhá. Rồi, bàn tay. Bàn tay màu xanh. Màu xanh. Bàn tay gì đây? Bàn tay phải. Bàn tay phải. Thế thì quá là đơn giản. Đấy. Tiếp này. Màu gì đây? Màu vàng. Bàn chân. Chân trái màu vàng. Đây, tiếp này. Tay phải màu xanh lá cây. Tay phải màu xanh lá cây đấy, vẫn là điểm này. Đây, tiếp này. Màu đỏ tay màu đỏ phải. Thế thì tay phải sang bên này. Tiếp đi. Tiếp này. Màu vàng. Tay phải màu vàng. Lên đây. Tiếp này. Chân phải màu đỏ. Đây. Tiếp này. Chân phải màu đỏ tiếp. Tay phải màu đỏ. Mắt anh bị đuôi à, tay phải màu đỏ đó mà. Đừng bị che mất mà, tay phải màu đỏ đi. Lên đây. Tiếp này. Chân trái màu xanh lá cây. Đây. Ây da. Chuẩn bị về đích rồi các bạn ơi. Anh chơi ăn gian thế. Ừ, nhảy bước một phát hai bước. Ăn gian rồi mà ăn gian. Chơi như thế mới nhanh đến đích các bạn ạ. Thế thì bây giờ em quay vào cái ổ khó vào đi. Màu xanh lá trời. Tay phải màu xanh lá trời à. Đây. Đang thành cái hình dáng này. Quay tiếp đi. Tiếp này. Không được cái gì khó khó thì mình bìm toang luôn này. Tay trái màu xanh lá cây. Màu xanh lá cây. Đây. Ôi trời ơi. Đổi chân phải cho người ta đi. Thành con cua rồi. Tiếp này. Chân trái màu vàng. Chân trái màu vàng. Đây. Nhanh chân phải đi. Chọn vị trí nhầm rồi. Các bạn ơi, một lát nữa hai bàn tay thì tiến ra ngoài rồi. Chân tiến ra ngoài. Còn mỗi một cái chân kia vẫn chưa thể nhúc nhích được. Đây, quay tiếp này. Tay phải màu xanh ra trời. Mỗi một bậc. Đấy, lần này xong thoát hẳn ra bên ngoài như lúc nãy đi. Cố lên, thêm một bước nữa cho hừng mìm toang luôn đi. Này đi chơi ăn gian này. Tay phải đỏ. Ôi ơi, thua rồi anh ơi. Em không chịu được nữa rồi. Mệt quá. Này thì cái tội chơi ăn gian cho chừa nhá. Để anh cũng muốn vào chơi thử trò này vui lắm các bạn ơi. Anh đã sẵn sàng đấy, quay đi. Đây, để quay cho anh Hải củ cải nhá. Màu. Tay phải màu xanh lá cây. Khiếp, mới bắt đầu này rồi á. Tiếp này. Tay phải màu vàng. Chân trái màu xanh ra trời. Đúng rồi. Đùa. Quay đi. Đây. Tay phải màu đỏ. Vừa nãy cười em à, cho chừa nhá. Trời ơi, mới được có một lần mà đã ngã rồi. Bây giờ các bạn bảo nó như thế này rồi, làm sao mà có lực nữa. Đây, em giỏi, em vào chơi đi. Để em vào chơi cho anh xem. Em đã sẵn sàng chưa? Em sẵn sàng rồi, trò này quá đơn giản. Cứ đi, đơn giản đi. Quay nào. Chân phải màu đỏ.
dễ quá. Tiếp, chân trái màu xanh da trời. Đây. Tiếp này, chân trái màu xanh da trời. Đây. Tiếp nào, chân phải màu xanh da trời. Ui, thế này thì dễ quá. Yeah. Em còn chưa vào được một phát tay nào. Kìa, bỏ tay vừa rồi anh thấy là chống tay dưới đất để tiến lên đấy nhá. Sao không chơi dài đây đâu. Tiếp đi nào, quậy quá tiếp luôn. Chân trái màu đỏ. Đây, quả này em thắng chắc rồi. Sao lại may mắn đơn giản thế nhở? Có cái gì khó hơn đi. Ui rồi, lại chân trái màu xanh da trời. Em đã bảo rồi, trò này em thắng rồi. Cái này còn bước cuối cùng thắng chắc rồi còn gì nữa. Không vào cái tay nào mới sợ chứ. Màu xanh là cây nhá. Màu xanh là cây. Đấy, thôi em thắng rồi. Ôi, sao có những người chỉ đơn giản bước qua thế mà mình ngay từ phát đầu tiên đã bị ích xì chéo chéo rồi. Không phải đâu, tại anh không may mắn bằng em đấy. Kém thế, nhìn đây này. Thành, quay đi. Quả này ta quay cho mày chỉ có tư thế oan eo thôi. Có lẽ cho oan eo đi. Tay phải màu đỏ. Đấy. Tiếp nào. Này. Chân trái màu xanh ra trời. Chân trái màu xanh ra trời. Ui ôi. Thấy chưa? Tiếp đi. Tay phải màu xanh ra trời. Ui ôi. Bây giờ đã. Đã bảo rồi. Quay một phát nữa là thua luôn này. Chân trái màu xanh ra trời. Thôi bước phát nữa là ngã đây anh ơi. Nhưng mà đấy đã màu xanh ra trời rồi. Chơi không bằng mà. Bước đây đi. Ai bảo đầu tiên đã thế rồi. Bước nhá. Bước rồi. Bước rồi. Bước là ngã mà. Người thì béo như con lợn nè. Bước thì chả ngã.